Các bạn thân mến, trước mắt các bạn đang là mẫu sản phẩm van điện Yamaha phiên bản thép nguyên khối mạ inox 100% do Cơ khí của Việt Nam sản xuất. Mẫu sản phẩm nặng 1,5 cân, chiều cao của sản phẩm là 10 phân, chiều ngang của sản phẩm cũng là 10 phân. Đây là mẫu sản phẩm độc quyền sử dụng trong các head. Nếu như bạn chuyên sử dụng cái van điện của Yamaha này thì các bạn sẽ thấy được là cái mẫu sản phẩm này cực kỳ uy tín, chất lượng và đáng mua trên thị trường, độc quyền bởi bên máy móc Minh Trí. Mọi chi tiết đặt hàng, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với cả bên mình là maymocminhtri.com hoặc là minhtrimaymoc.com 0978390231 hoặc 0915498666 để sở hữu ngay cái mẫu sản phẩm van điện Yamaha phiên bản thép nguyên khối và mạ inox này nhé. Đây là một mẫu sản phẩm cực kỳ đáng mua. Khi nào đến nơi, quý khách hàng có thể xem hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền, bảo hành 1 năm và bao ship toàn quốc cho tất cả các khách hàng nhé. Các bạn có thể truy cập vào website của bên máy móc minhtri.com để tham khảo thêm những cái mẫu tin tức, bài viết phục vụ trong công việc rửa xe cũng như là sửa chữa xe máy ô tô dành cho anh em chúng ta. Những anh em nào chúng ta là thợ sửa chữa thì cái công việc đòi hỏi phải nâng cao tay nghề là liên tục và cấp thiết. Thì bên máy móc Minh Trí với đội ngũ cộng tác viên đăng bài 24/24. Ở đây chúng tôi thì luôn chia sẻ những cái bài viết, video mới nhất phục vụ trong công việc rửa xe hay sửa chữa của anh em. Tài liệu 100% miễn phí hoàn toàn, cả video cũng như là bài viết rất là chi tiết cho anh em rồi nhé. Anh em chỉ cần kích vào website của bên mình là maymocminhtri.com để tham khảo thêm nhé.